bạn khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy trên kênh HTV9. Thanh Huyền rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mỗi dịp Tết cổ truyền, người dân Việt Nam trên khắp thế giới đều vô cùng mong chờ, không chỉ bởi không khí rộn ràng của những ngày xuân là dịp để đoàn tụ gia đình của hoa mai, hoa đào, mà còn là những tà áo dài thước tha truyền thống. Vậy thì ngày hôm nay Thanh Huyền đã chọn cho mình một chiếc áo dài màu đỏ trong chương trình Son Môi Đỏ, để cùng với hai vị khách mời nữ, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về việc gìn giữ nét đẹp áo dài. Và đầu tiên xin được giới thiệu với các bạn khán giả Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Kim Duyên. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Son Môi Đỏ, cũng như là xin chào chị Thanh Huyền. Cảm ơn Kim Duyên, và xin được giới thiệu với các bạn quán quân gương mặt truyền hình MC Lan Nhi. Xin được chào chị Thanh Huyền và xin được chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ. Phải nói là ngày hôm nay hai bạn xuất hiện trong những chiếc áo dài rất là rực rỡ. Vậy thì đầu tiên mình có thể chia sẻ một chút về trang phục của mình đang mặc không? Em chọn cho mình một chiếc áo dài nó nền nã thôi, nó không quá là rực rỡ. Nhưng mà em cảm thấy là nó đang rất là phù hợp với cái tâm trạng của em bây giờ. Em cảm thấy là em rất là thích cái bộ dài này. Em thì là một đứa rất là bánh bèo, cho nên em muốn chọn tông màu kiểu hồng pastel để tôn lên được cái sự bánh bèo đó của mình. Và em thấy dạo này chất vải twist nó đang khá là thịnh hành . Và đặc biệt là vào mùa đông hay là đầu xuân thì thời tiết bây giờ cũng khá là se se lạnh, thì chất vải này nó sẽ làm mình kiểu ấm áp hơn. Và kiểu em cũng muốn có một sự cách tân đổi mới trong tà áo dài truyền thống quen thuộc. Thì bên cạnh việc giữ nguyên chiếc cổ truyền thống và hai tà truyền thống, thì em cũng muốn cách điệu cái phần tay để trông mình tươi mới, trẻ trung hơn ạ. Vậy là ở đây là ba tà áo dài tượng trưng cho ba tính cách nền nã nè, bánh bèo và rất là mạnh mẽ. Hai bạn là những người đẹp, và Huyền cũng thường thấy là mình chọn áo dài cho rất là nhiều dịp xuất hiện của mình, đúng không? Thì có thể chia sẻ một chút về ý nghĩa của tà áo dài đó trong hành trình mình đi thi những cuộc thi nhan sắc. Tà áo dài Việt Nam á, nó rất là tôn dáng, mặc dù nó rất kín đáo. Khi mà một người con gái mặc vào sẽ cảm giác là cái sự nhẹ nhàng thanh thoát nè, và cả luôn cả những cái nét quyến rũ mà nó bật lên ở trong cái sự kín đáo đó. Và khi mà chọn một cái áo dài á, thì em lại cảm thấy là mình đang nói đến một cái sự tự hào của người Việt Nam mình khi mà mặc lên trên mình một chiếc áo dài như thế. Và khi mà đến với một cái đấu trường nhan sắc nào đó thì em cũng mong muốn mang một cái áo dài đến với đấu trường đó. Còn Lan Nhi thì Huyền biết là Nhi có một dự án là áo dài around the world, tức là mang chiếc áo dài đến những địa danh trên thế giới. Thì Nhi có thể nói một chút là tại sao mình lại có một dự án như thế này không? Dạ, xuất phát điểm của em là một người học văn. Em rất là thích lịch sử và tự hào về văn hóa Việt Nam. Thì trước khi mà thực hiện áo dài around the world thì em có một cái dự án, đó là trang phục dân tộc, là muốn giới thiệu quảng bá tất cả các loại trang phục của Việt Nam. Và em thấy là trong xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc thì chiếc áo dài là một trong những trang phục dân tộc tiêu biểu nhất. Chính vì vậy mà sau khi thực hiện vẻ đẹp cổ phục Việt là những trang phục về ngày xưa của ông cha ta như là Nhật Bình, Phượng Bào, thì em quyết định là làm thêm áo dài around the world. Bên cạnh việc quảng bá du lịch của Việt Nam, giới thiệu đến mọi người về một số địa điểm du lịch đẹp trên thế giới, kết hợp với đó là thể hiện được cái văn hóa, cái con người Việt Nam trong mỗi tà áo dài đó. Theo Huyền nghĩ là đối với mỗi người sẽ có những kỷ niệm trong cuộc đời gắn với một tà áo dài. Thì Duyên có kỷ niệm nào gắn một chiếc áo dài đặc biệt của mình không? Một cái kỷ niệm mà em cảm thấy là em nhớ nhất, đó chính là khi mà em đăng quang Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Thì em đã dành toàn bộ số tiền thưởng của mình để ủng hộ cho những em trẻ em nghèo hiếu học của trường cấp 3 và cũng như là trường đại học của em. Thì khi mà em về, em quyết định là em chọn cho mình áo dài. Em không hiểu lúc đó tại sao em lại trong người em rất là muốn quay về những cái năm học cấp 3 đó, và mình cảm thấy là thời gian nó rất là đẹp. Và em chọn một cái áo dài màu trắng rất đơn giản. Em bước vào thì được tất cả các học sinh ở đó đón nhận rất là nồng nhiệt. Mình cảm thấy mình hạnh phúc quá. Và ngay cái thời điểm mà em trao những cái học bổng đó, em cảm thấy là đây chắc là khoảnh khắc mà đẹp nhất sau khi em đăng quang. Còn Lan Nhi đã mặc quá nhiều áo dài rồi, thì đâu là một kỷ niệm thật là đẹp? Quay về cái điểm xuất phát điểm khi mà em thực hiện một cái chuỗi dự án về áo dài Việt Nam thì hầu hết những cái khoảnh khắc, những cái sự kiện, những cái dấu ấn, những cái tạm gọi là thành công đi trong cuộc đời em nó đến, em đều mặc áo dài vào lúc đó, và mặc áo dài trắng luôn. Và em nhớ là có một bộ áo dài trắng, nó theo em từ xuyên suốt những năm tháng em học cấp 3, nó lên em theo trên giảng đường đại học.
nó theo em bước vào cuộc thi gương mặt truyền hình của HTV và nó theo em trong cái đêm em đăng quang cuộc thi, theo em đi thực hiện các công tác thiện nguyện, thực hiện dự án Đừng Từ Bỏ là hướng đến trẻ em Việt Nam. Thì em cảm thấy là nó giống như một cái gì đó vận vào mình rồi đấy ạ. À, cũng là cái tà áo dài đó, và mình mỗi ngày phải làm thêm nhiều và phải quảng bá nhiều hơn hình ảnh của áo dài đến với tất cả mọi người. Và bây giờ Việt Nam chúng ta đang có sự giao thoa và kết nối với nền thời trang của thế giới. Thì mọi người có nghĩ là một ngày nào đó chiếc áo dài sẽ mai một không? Em nghĩ là ngày nay chúng ta đã cách tân áo dài được rất là nhiều, nhưng mà đâu đó vẫn giữ cho mình một cái hồn áo dài trong đấy. Thì em nghĩ là sẽ không mai một đâu nếu chúng ta biết gìn giữ và chúng ta biết phát huy nó. Những người như em, như chị sẽ là những người đi đầu trong phong trào gìn giữ áo dài. Em rất là đồng tình với chia sẻ của chị Kim Duyên. Thực sự thì với em, Việt Nam mình có rất nhiều trang phục dân tộc. Nhưng tuy nhiên em dám chắc một điều rằng áo dài của Việt Nam mình thời điểm này và trong tương lai gần về sau sẽ không mai một. Vì thứ nhất, cái độ phủ sóng và độ nhận diện của nó quá rõ ràng. Cái thứ hai là nó được nhiều cái sự quan tâm từ cộng đồng, nhiều dự án hướng về nó và không thể mai một được nếu mà có những người trẻ luôn yêu áo dài như chúng ta. Áo dài bây giờ thì ai cũng biết nó là của Việt Nam, hình dáng, hình thù ra như thế nào. Nhưng mà để nó xuất hiện trong đời sống thường nhật, ở mọi hoạt động thì có lẽ là trong tương lai gần chúng ta cần phải cố gắng hơn rất là nhiều. Và cái đó nó không chỉ đến từ một cá thể mà nhiều người mặc, người mặc thì nó vô tình sẽ tạo nên một cái hiệu ứng đám đông và mọi người thấy nó đẹp. Nó bình thường mà tại sao mình không mặc, thì mọi người sẽ làm theo chúng ta và rất cần những con người đi đầu như vậy. Nhớ ngày xưa lúc mà Huyền đi học thì cứ mỗi dịp Tết đến hoặc là ngày 20 tháng 11 thì món quà mình tặng cho thầy cô giáo là những tấm vải áo dài. Đúng rồi. Sao em giống chị thế? Ngày xưa em còn nhỏ, khi mà đến những cái dịp đặc biệt, ba mẹ cũng chọn những cái vải áo dài để gửi cho những thầy cô, mà em cảm thấy là trời ơi, khi mà mình mang đến mình tặng thầy cô, nó có một cái cảm xúc gì đấy mà khi mà thầy cô mai những cái tà áo dài đó là mặc lên trên giảng đường, mình cảm thấy thật là hạnh phúc với chị. Đúng. Mọi người có nghĩ là cái việc mà chúng ta gìn giữ nét đẹp của áo dài chỉ là việc của nữ giới không thôi? Nếu mà đã gọi áo dài là trang phục dân tộc thì bất kể nữ giới hay nam giới, già trẻ lớn bé đều mặc được. Và mọi người cũng đều biết là trong năm 2020 vừa rồi thì nam công chức ở Huế cũng mặc áo dài ngũ thân đi làm việc. Thì Lan Nhi nghĩ đó là một sự phổ cập rất là rộng rãi của áo dài cho cả nam và nữ. Với cương vị là một người đẹp, một á hậu và MC, thì hai bạn nghĩ là mình sẽ có thể làm gì nhiều hơn để mà giúp quảng bá được hình ảnh của tà áo dài Việt Nam nhỉ? Có lẽ là năm sau em sẽ đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Thì ở đâu đó trong cuộc thi chắc chắn tà áo dài sẽ xuất hiện. Và bên cạnh tà áo dài sẽ còn rất nhiều những cái trang phục truyền thống khác của dân tộc mình nữa. Nhưng mà em nghĩ tà áo dài là một trong những điều mà em sẽ mang đến đầu tiên. Và nếu như được một cái may mắn nào đó thì em sẽ mang tà áo dài tặng cho những cái bạn thí sinh cùng tham gia với mình. Em hy vọng là em sẽ làm được cái điều đó. Không phải là chiếc áo dài Việt Nam là chỉ phù hợp và dành cho người Việt Nam, mà thậm chí là rất là nhiều những các bạn ngoại quốc khi mà diện tà áo dài lên, mình vẫn thấy có một hồn Việt Nam ở đó. Chắc chắn là mình sẽ tiếp tục phát triển dự án áo dài around the world, nhưng có lẽ trong tương lai mình sẽ tập trung quảng bá và mang đến những hình ảnh của tà áo dài cổ của Việt Nam, như là áo dài lập lĩnh năm thân, để bên cạnh câu chuyện về văn hóa, về du lịch, nó còn có trong đó câu chuyện của lịch sử của Việt Nam mình nữa. Nó cũng là một cách mình vừa giới thiệu đến bạn bè lịch sử của dân tộc, văn hóa của dân tộc và con người của Việt Nam. Rất là cảm ơn Kim Duyên và Lan Nhi đã đến chương trình ngày hôm nay. Sau buổi nói chuyện này thì chắc là Huyền phải đi sắm cho một bộ áo dài mới để mà mình có thể mặc vào trong những dịp đặc biệt, và cả một bộ áo dài khiêm nhường hơn một chút xíu để dành cho những hoạt động thường ngày. Thì xin chúc cho hai bạn sẽ có những dự án thật thành công trong tương lai. Thanh Huyền mong rằng thông qua chương trình Son Môi Đỏ này thì các bạn sẽ có thể có thêm những cái niềm cảm hứng và hãy diện áo dài nhiều hơn nữa. Bởi vì Huyền chắc chắn rằng dù cơ thể bạn có những đặc điểm hình dáng như thế nào, bạn ở độ tuổi như thế nào, nhưng chỉ cần khoác lên tà áo dài, chúng ta đều sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã theo dõi chương trình Son Môi Đỏ. Xin được hẹn gặp lại vào lúc 12:30 từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy trên kênh HTV9. Thanh Huyền, Kim Duyên và Lan Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.